Chứ ở đây để dương chọn ở vi thơ nâng cứ dương khoản để chọn ở vi handle để tôi chỉ mùi đường ráo mà tôi chỉ mùi đường controller bao giờ nghe chứ ở trong khởi như là function được cái check validation này nó không năng nghe dương chọn ở càng nghe từng ở nâng thẻ tôi lơ controller bao giờ mình ok thì họ ta dương miền product này chứ chứ ở đây để dương thơ dương ai thả ráo bao giờ nâng kẻ dương nâng tôi chỉ product slash wildcard bao giờ cứ cái product nâng bạn đã quay để dùng thuế cứ dùng ở trong khơi vía thuế là thì để dùng trong ở vía tàu chia controller mùi cứ ấy cái product controller chừng chọn chuyển chuyển máu cứ class anh ấy cứ dùng help pitch class chỉ mùi là ấy cái cứ function ấy cái thì họ thành nó không nít bớt xin chỉ dùng click chân bên này ha thì chẳng cứ dùng show product đợi prai ấy cái nên là help show chỉ chứ chân bên này thành nó không nít nó phải để dùng sử dụng bản năng mình này thà vậy để dùng với cư dân năng hào phạm cư dân hào product controller để product controller nâng miền function show mùi chứng nó phải để dùng slash tấu cư phải cư dân hào anh ấy để xài dùng pra rồi dùng pra để thì tiết dùng năng update tới sửa chứng năng thì tiết ok tỏ chứng nó khả năng đi dùng thầu miền function mình là bất sân chứ nhầm tàu refresh là năng ok nhóm start server hai hai ổn ở đây đó 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 mà tiết nhóm bạc mà nhóm bạc mà cứ ok error slash post để xa nhóm lục à rù đi bà đấy chứ nhóm đã theo product slash ok ok cứ vi admin này ok ní để xa ní cứ admin vì chính chắn cứ thì họ lại nhầm lục lại này okay. Nhầm bật lại này thằng off tao chỉ nhìn kì kì ở toàn tiết chắn product nhầm ở my first item bao giờ kì okay. Nhầm đặt má kì okay. Khi target class product controller does not exist kì chính chắn ai tập cả controller xuất hiện controller nó lại nè chúng group controller các tiếng off cứ dùng nâng bậc cao viên nó không folder app ok app http controller ok chúng dùng thầu bậc cao nó không nỉ chúng này tao không nhận mở bán cứ dùng miền controller bao giờ hay chúng cái này nhưng mà trong này tao không nhận bậc controller của này nhỉ chúng vậy để dùng thuế cứ dùng chỗ máu cái này dùng bậc thầm nào mới tiết máu dừng run PHP artisan ok chẳng biết năng list comment đằng off ok nè đó cái này scroll mà mở cái này make nếu phía mình make ý kì make controller chẳng make controller controller cứ chữ ca mình là chữ comment mối để ai cho dừng pra đồng bay bằng cách controller thông bày ạ bạn ok chẳng ta nhầm bài hành như đó cái này PHP artisan make controller tao mà tiết dừng đã chung một controller dừng chẳng chia away để nhóm sẽ chết chung controller cứ chia away để dùng chọn thử thì hãy dùng chọn bằng cách table mỗi product chứng controller bởi dùng cứ dùng thảo miền controller mỗi product controller chẳng nào hãy dùng thảo sẽ sở thông ok product controller ok chứng này đó cái chấm cứ chung viết cứ controller cần cái hãy dùng chung table bởi dùng được cái chẳng nào ok chẳng ban chẳng hai cho dựng inter mà ok chứng nhận đó cái này ai mà refresh lại này vậy cứ về nằm cả controller product là dựng mùi chứng nó không product controller nó cứ dựng ai sẽ xây bà này cứ function bà dựng public function này chứ mà mới nhóm sạc PHP Storm đó cứ về mình auto complete dựng này ok tỏ gì ok này cả này để mình parameter mình ấy chẳng mà ok bỏ hết thế dừng lúc mà lại đi còn sạc PHP Storm đấy dừng ai thả function show để dừng cả một lần chừng chưa
chẳng bị môn nó không rao bởi dưỡng cư dưỡng ọt bà gạt function để dưỡng hào function dưỡng phát parameter về anh chung mà ok chẳng nó không nít nhóm ai thôi bàn chẳng được ní cư nhóm mà sub parameter mùi cư sub ý kế a sub product product này cư chỉ key đôi chỉ title rư cái bởi dưỡng mà chung mà ok chẳng nó không nít nhóm nâng từ xe cô thông mạch ở trên đoàn đội lực môn này ok chẳng dưỡng ai bà gạt chỉ product bởi dưỡng mà ok nhóm copy bản này mà nhung copy đa rẻ này to chứ nhung copy rẻ này nhưng mà đạn nặng okay. Nhung bạc về một bên má nên bên này dân bạc cát rẻ môi hai chân dân thọc ca thuậy kề dân ai check thế via exist rồi gọn ok to chân cái này nâng nhung ai check thế if về mình exist thế khi rẻ khi exist mình này thay cái này nó bất xin chỉ nhầm đặt product mình này thay product bởi dưỡng nó không product này ọt chẳng về mình khi nó không nâng ọt ok chẳng bất xin chỉ ọt mình tế dưỡng ở bột bốn xôn bốn not found này chẳng chẳng tập mất tiết ở đây để dưỡng thuở ok dưỡng tập mơ một tiết bất xin chỉ này tế cứ dân ai return thì dân return tới view product bởi dân dân mình view hai chứ mô thật product này lại này chứ dân ai return view product chứ mô nâng ai kì ok tỏ chứ mô nâng ai kì product dân return mô ai kì cứ product bao giờ ní bàn mau phí hay kì chứ mình đây hay ở vậy để dùng thuế cứ dùng return ở nhà mỗi tập không dụ bao giờ nhận qua thành nhà nó chỉ mỗi ba này nó cho nặng ai ba này cứ product để trên mau phí hay kì product hay khi bảo vệ cứ dùng cho xe từ lời để product ní chứ dùng thật đặt khi bảo vệ mà ok từ lá product chứ cứ ở vậy để dùng intern nó dụ ở lớn cứ viết đang trên được lại nè product does not exist target class product does not exist okay chứng dân tụi mơ nó không đi bệnh nhóm enter mỗi má ok cái này đời xa không này nhóm sẽ không tỏ chứng cái này cứ miền này về chừng control hay click má chồng nhóm xem nó tiết product controller ok chứng cái này dân ai enter hay này các bạn đã bấm chọn tới dựng đặt tập phần này mắc cửa bàn này tỏ dựng import class má ok chứng khẳng lỡ dựng import controller mà chứng dựng đặt ra chung bộ này bàn này dựng đặt tập product controller bàn này để đó khi nếp ra php storm còn al inter mà quy trình mà một lần ok chứng phần năng mới dựng tao refresh màu bình ok chứng kể tha product not defined ok tỏ chúng cái này nè nhầm tụm mở nó không control là bao nhầm ok 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 product return product tao tao mà tiết vô tụi lại trên pin này ok tao ok về trên như chăng ok chẳng bao sân chỉ nhầm đồ tao chia ok đồ tao chia second item tiết vì chân được kìa chẳng cứ ở vậy vì muốn cứ admin khơi ấy nè ở lâu cũng oi thay nhom này cứ nhom lục này sao đó cũng oi thay về miền ok miền ấy nó nặng rồi cái chân tập ok nhom thay ví dụ chả dừng mình rau get slash function return ví dụ và cam ấy chẳng 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 phải dừng dừng cho tôi không hồn mà dừng cứ về đào thầm đà ọt e rơ đình môn này tạm ok và cam bled này mặt miên ok dừng cho tôi này cái này này ok dừng cho cái này này mà nhầm đời xa dừng mình đã nèm nó lại nèm mùi ok đã thà riêng code ấy chẳng ba này tạm
chân cái này nhưng mà refresh máu về đào vậy nhá chân bớt xin chỉ dùng slash product my second item về trên màu thông đào vậy nhỉ khi chân mình đập năng để tôi chỉ mỗi nâng route to controller mình hãy đọc này ở sau xe code phần mình hãy functionality được cái ấy nó không route thì cứ dùng ai hào một cái controller bởi dân controller bởi dân mình tuần tí không cả thuốc cả để tôn cho mùi nó function mình là operation nâng tỏ nâng chứng cái lại nâng nhẹ tỏ khá mơ tạo thà vì muốn bà xin chỉ dân cho xe nó rào một bà chích dân hiện thông đi tấu ta dân đó xe mình rào bà dân này anh ấy cứ dân ai separate function bà việc bà đạt product xe cái tê cái đi xe rồi cái ai xe chẳng mà chứng video có nhóm nâng bà hai nhẹ tỏ khá xe chùm râu tờ lờ ca mình là para data bay dân video có dân người riêng để tông mới sẽ làm data bay thì kết dân người riêng để tông cho mùi nâng cả para controller cho mùi nâng model rồi cái ấy bay dân tiền ok trong video có nhóm nâng hai nhà tông này để tông cho mùi nâng data bay ta dân thầu sẽ làm data bay thôi dân lá nó không làm vậy hai miền bay hàng mà chỉ muốn để dân chụp cái nó là window bay dân cái này error long key rư cái ấy nó nhóm nâng đọc sài ở nhà tao khả mơ nó video cỏi ở cùng chẳng chụp nhìn là video cỏi tiền.